Mọi người à, chúng ta không nên đấu Yachi. Tôi nghĩ có lẽ anh ta không tập gym mỗi ngày đâu. Hôm nay chúng ta nghỉ đi, ngày mai tiếp tục. Yachi phát lai kìa. Yachi uống nước của chúng ta. Anh nói chai nước này rất. Yachi uống tam thất bảo kiện lực. Kỳ tích, chắc chắn là kỳ tích. Mọi người coi, nè. Có đi đâu, đâu. Dạ ok, từ đi, từ cho từ tôi từ một chai. Ok ok, từ từ. Để lấy ra. Từng người một. À, ai cũng có phần, mỗi người một ly. Đi đi đi. Hay quá, hay quá. Cẩn thận. Nè, xin mời, xin mời. Ly nè. Nè. Nè, cầm lấy, uống thử đi. Đây, ly nè. Trời ơi, khó uống quá à. Cái này có thành phần trung dược tự nhiên đó. Ảnh nó ngon là được rồi. Không cần thử nữa, có bao nhiêu mua bấy nhiêu đi. Đưa đi, uống đi. Uống đi. Ngon lắm. Hay lắm. Còn không vậy? À, được. Nè, đây nè. Hả lỗi, em có thấy anh ta uống trực tiếp không? Không cần coi nữa, chúng ta mau đi phụ tiếp cái 500 đi. Ừ.